con có vợ con vẫn còn sinh hoạt chuyện chăn gối với vợ nhưng rất hạn chế và con cũng không yêu không thương yêu vợ hết mực và không bao giờ làm gì phản bội vợ con cũng nguyện giữ giới tà dâm vậy thưa sư con có vợ con sống hết đời với vợ con vậy từ hiện tại bây giờ đến khi con mất nếu tu tập thật tốt thì con có đạt được quả vị giải thoát không sư con còn giữ những giới khác như ăn chay không uống rượu không trộm cắp con cũng đi chùa nghe pháp lạy phật bố thí cúng dường niệm phật và thực hành nhiều pháp của đức phật con không còn tham nhưng con còn hơi sân thấy những việc ác hay điều bất thiện là con lại sân tư sư bao việc con làm có đủ để đạt quả vị giải thoát hay không? Cái việc mà để đạt được quả vị giải thoát á, um, nó tùy thuộc vào việc mình thực hành có đúng hay không. Đức Phật uh, từng nói trong một cái bài kinh đó là khi mà một cái vị trưởng uh, giả đó đến hỏi Đức Thế Tôn là sao Đức Thế Tôn dạy cho tất cả mọi người con đường giải thoát như vậy thì có phải tất cả mọi người đều được giải thoát hay không Đức Thế Tôn mới hỏi đặt một câu hỏi như thế này từ nơi đây về ngôi làng của anh ấy thì anh có rành cái con đường đó hay không và vì này nói là Bạch Thế Tôn là con rất là hiểu rành cái con đường từ đây đến nhà của con đến ngôi làng của con Đức Thế Tôn mới nói đó như vậy nếu như anh hướng dẫn một người nào đó cái cách từ đây về đến nhà đến ngôi làng của anh thì anh có chắc chắn rằng tất cả mọi người đều có thể đi đến được nơi hay không à, đức à, thì cái vị trưởng giảm nói bà thúy tôn là không được như vậy bởi vì đó có những người họ nghe nhưng mà họ đi sai đường có những người họ nghe nhưng mà họ đi nửa đường thì họ bỏ cuộc có những người họ nghe nhưng mà họ lại không muốn đi thì à, những trường hợp như vậy đó thì họ không thể nào đến cái ngôi làng của con được chỉ có những người nghe một cách chính xác hiểu một cách chính xác và đi một cách chính xác thì những con người đó mới có thể đi đến cái ngôi làng của con được đức thế tôn nói cũng vậy đó cái pháp mà như lai đã hướng dẫn chỉ những người đã nghe một cách đúng đắn hiểu một cách đúng đắn và thực hành một cách đúng đắn thì những con người đó mới đạt được sự giải thoát giác ngộ còn những ai đấy mà họ nghe um, không có đúng và họ hiểu không đúng và họ thực hành không đúng thì những con người đó họ sẽ không thể nào đi đến được cũng vậy cái đời sống cư sĩ tại gia đó uh, nó rất là khó nó rất là khó để mà có thể chứng đắc được đạo quả Quý vị có thể nghe rất nhiều những cái vị chứng sơ quả như là ngày hôm qua sư có đề cập là bà Quý Sa Kha, à, bà chứng sơ quả là người cư sĩ tại gia hoặc là cha mẹ chồng của bà cũng là chứng sơ quả khi còn là cư sĩ tại gia. Nhưng mà quý vị có để ý một điều này hay không? Đó là bà Quý Sa Kha, bà chứng sơ quả khi bà lúc 7 tuổi. Tức là thời điểm đó bà chưa có chồng, chưa có chuyện chăn gối rồi cha mẹ chồng thì cái thời điểm đó thì họ cũng không phải là đang chìm đắm trong các dục tức là bản thân họ đó cái điều kiện nó tương đối thuận lợi lại một điều nữa như thế này à, chúng sanh chia ra làm rất là nhiều loại và chỉ có những người có những chúng sanh đại phước ha, phước rất là lớn và tu tập đã tu tập rất là nhiều đời thì họ mới có khả năng tốc chứng tức là khi mà nghe một cái thời pháp của Đức Thế Tôn xong rồi họ có khả năng chứng đắc đạo quả. Và những người đó đó nếu như là họ đầy đủ những cái yêu cầu đó, họ đã sanh vào thời Đức Phật hoặc là 500 năm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn Tức là những con người đó không có ai mà sanh sau 500 năm mà Đức Phật nhập Niết Bàn hết Thành ra khi bây giờ chúng ta mà đòi tóc chứng là chuyện nó không thể xảy ra nha Mà chúng ta là hạng người như thế nào Không có khả năng tóc chứng Mà phải nghe Pháp thực hành một cách đúng đắn và cái việc nghe Pháp thực hành một cách đúng đắn như vậy đó, người cư sĩ tại gia rất là khó bởi vì cái người xuất gia họ có cơ hội thực hành hàng ngày nhưng người cư sĩ tại gia sư nhấn mạnh một điều gì nên nhớ đó là họ chỉ có khả năng thực hành vào những ngày trai giới thôi tức là những ngày mà họ thọ bác quan trai giới đó và cái thời điểm đó họ không có sinh hoạt vợ chồng đương nhiên rồi giữ tám giới không sinh hoạt vợ chồng thì thời điểm đó họ không bị ái nhiễm nó can thiệp thì trong những cái ngày đó họ mới có cơ hội họ chứng đắc nha còn những ngày còn lại khi mà họ còn quan hệ vợ chồng ấy ai có hành thiền thì sẽ biết một điều như thế này bản thân các dục nó là cái trở ngại trực tiếp cho việc hành thiền cho nên khi quý vị còn hưởng dục dù quý vị có muốn hay không muốn ha, ờ, có còn yêu thương hay không còn yêu thương thì còn hưởng dục nhất là việc quan hệ nam nữ thì nó sẽ cản trở trực tiếp quý vị không thể nào chứng đắc đạo quả cho nên ấy, người cư sĩ tại gia à, vào thời này đó họ chỉ có những cơ hội vào những cái ngày trai giới hoặc là những ngày nào mà họ giữ giới bác quan trai hoàn toàn ly dục nha và sống thiểu dục chi túc cho nên câu trả lời của sư được thì có được nhưng mà nó điều kiện rất là hạn chế. Thêm một điều nữa, đó là cái việc còn nhớ nãy sư nói không? Cái việc thực hành của mình nó phải đúng, việc thực hành phải đúng. À, còn khi mà chúng ta thực hành không đúng ấy, thì chúng ta có thực hành cả một đời cũng không giải thoát nổi. Và trong một bài kinh của trường bộ ấy, Đức Phật có nói như thế này Cái người mà thực hành sai đấy Thì họ càng nỗ lực Họ càng đi xa con đường giải thoát giác ngộ Sư chưa có tiếp xúc và chưa có nói chuyện nhiều Chưa, chưa có biết gì hết ngoại trừ những cái dòng mà quý vị chia sẻ nhưng mà dựa trên những cái gì mà sư đọc được mà quý vị đã gửi ha những gì quý vị đã hỏi thì sư e rằng cái phương pháp thực hành của quý vị đang có vấn đề à, nếu như mà quý vị nói nó là thiện pháp thì đúng thì nó cũng là thiện pháp đấy à, ít nhất nó không phải ác pháp nhưng mà để mà cái phương pháp của vị mà đi đến con đường giải thoát giác ngộ thì sư e là chưa đủ chưa được và sư đề nghị một lần nữa sư đề nghị quý vị nên học lớp kinh tạng có hai cái hai danh sách phát mà sư đề nghị trước đó là uh, lớp Phật pháp nền tảng và lớp kinh hạnh phúc mang cái la tá. theo dõi đi học đi lấy sách vở ra tập bút ra ghi lại uh, thì quý vị sẽ thấy ở trong hai cái danh sách phát đó của sư đó sư có hướng dẫn cái phương pháp nào là phương pháp được đức phật đề nghị và được đức phật hướng dẫn một cái chính xác nha còn những cái mà quý vị nói đó nó nó còn thiếu nhiều lắm nó còn thiếu nhiều lắm à, và nó chưa đủ để đi đến con đường giác ngộ giải thoát đâu và sư khẳng định một điều như thế này nếu như cái người hỏi đó mà tiếp tục thực hành theo cái cách mà quý vị vẫn đang thực hành à, thì cho đến cuối cuộc đời quý vị cũng không thể nào đạt được quả vị giải thoát bởi vì phương pháp thực hành của quý vị chưa đủ còn thiếu sót và còn cần phải chỉnh sửa muốn biết chỉnh sửa như thế nào thì nhiều việc lắm nhiều cái sự phân tích lắm à, thành ra sư đề nghị là bồi bổ kiến thức trước bằng hai cái danh sách pháp mà sư đã đề nghị học xong đi rồi quý vị quay trở lại quý vị hỏi thì sẽ có sẽ, sẽ dễ dàng hơn